Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Terry, một vị tướng xạ thủ rất là khỏe ở bản cập nhật mới nhất này. Đặc biệt là giai đoạn V6 và trong combat tổng ấy, thì vị tướng này cực kỳ là khỏe. Thì lý do V6 khỏe cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này thì anh em cùng mình theo dõi nhá. Thì nếu anh em cảm thấy clip này hay này, hữu ích này thì đừng quên để lại cho nơi mưa hạt đó là một like, một đăng ký kênh và một bình luận phía bên dưới. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Trận này thì mình chạm trán bên kia là hai giáp tế, một vị tướng xạ thủ có khả năng trị tánh rất tốt. Và hai giáp tế cũng là một vị tướng xạ thủ cơ động khó chịu. Hai giáp tế thì mình đã làm cách đây 2-3 ngày gì á. Anh em nào muốn xem clip về hai giáp tế thì có thể vào phần video và xem nhá. Đội hình của tay bên bàn mà chúng đấu đỉnh cao thì đội hình hai bên thì đều là đẹp cả. Gần như đó là không có việc gọi là tránh danh lén anh em nhé. Người nào thì đi lén đó thôi. Nếu mà đi sai lén một phát ra tổ cáo phạt ra thôi xong, trận sau không còn cơ hội để chơi đỉnh cao nữa. Bởi vì chơi đỉnh cao là điểm uy tín của anh em phải 98 đồ lên đấy. Chứ thấp hơn thì sẽ không chơi được. Ok. Thì đổi với chất tường Terry á, thì về chiêu thức sẽ như thế nào? Về chiêu thức của vị tướng này thì cũng khá là đơn giản. Chiêu thức nhất anh em mà sử dụng thì sẽ đó là gây sát thương vào mục tiêu, tức là nắm. Đó là cây viên đạn sẽ đó là gây sát thương vào mục tiêu. Mình nói viên đạn cho nó dễ hiểu thôi, nhưng mình thực chất thì cũng không biết là cái gì cả. Nó giống như kiểu chiêu cuối của Vira nắm cái tiểu quỷ ấy, nhưng mà nó không có khả năng định hướng nhé. Chiêu một thì không có khả năng định hướng. Còn chiêu thức thứ hai thì kích hoạt thì giúp đó là Terry tăng tốc độ di chuyển. Đúng thế nhá. Ui. Bất lực luôn anh em ạ. Pha này thì bất lực luôn rồi, không bốn mất luôn cả rồng. Hơi thò ở giai đoạn đầu rồi. Nói chung tình huống đó thì chịu ấy, tem địch đông quá anh em ạ. Và team mình thì lên bảng điểm số lần lượt. Và với ra tem mình thì ở trên đường ta thân xuống thì cũng bị lên bảng điểm số. Ra tay mình tả súng hù đột các kiểu, nhưng mà vẫn chạy được pha này mình bắn. Ui ngon. Cái chiêu cuối anh em thấy lời hài chưa? Chiêu cuối của vị tướng Terry là anh em bắn được khắp bản đồ giống như tên thân của Gión hoặc là đàn thân quáng của La Ví nha. Đấy, pha này chơi luôn nè, không sợ, ai sợ thì đi về. Ui thôi xong rồi. Chỉ ăn được màng của đó là SP tem bên bàn thôi. Lyanna nhánh như một cơn gió, biến ảnh hoàn hình, lại cao cầu các kiểu và mình cũng bay màu luôn. Về chiêu hái của vị tướng lão vì thì anh em kích hoạt thì anh em thấy thì có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm đúng không? Thì nếu mà anh em ở giai đoạn V6 thì anh em sẽ nâng được 6 điểm. Thì qua đó thì các bắn phạt bắn thương thì nó sẽ rồi ấy. Kiểu là trong combat tổng thì không những là trúng một mục tiêu mà kiểu trúng nhiều mục tiêu luôn anh em ạ. Vì thế thì trong combat tổng đối với vị tướng Terry này thì cũng rất chỉ là khỏe luôn. Đặc biệt là tém địch mà kiểu có cùng mà anh em kích hoạt chiêu 2 lên và xả phạt thương ấy. Chiêu cuối thì anh em bắn ra đó là như thế này, gây sát thương đó là vào mục tiêu và đối phương mà trên đường, kiểu là đối phương mà núp bụi thì sẽ bị làm lộ tầm nhìn nhá, sẽ làm lộ tầm nhìn của đối phương. Sau này tém bên địch thì lại cao cầu các kiểu, liền nào tém địch tốc biến lùi về được hay đấy nhá. Đường rồng tém mình bị ép nhiều quá, ra tém mình cũng lại hỗ trợ ăn được một người rồi. Mình xả ra thứ trâu thì thành lâu cũng lên bảng điểm số. Và cuối cùng thì tém địch lên bảng điểm số 1, 2, 3 người rồi. Và này thì lên chơi luôn này, quật luôn này, tốc biển chơi luôn này. Ai sợ thì đi về, ai sợ thì đi về. Phù hiệu tinh lính đã giúp ích đó là mình phá đó khi mà ăn được màng chấm dứt của Lyanna. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng tinh linh anh em ạ. Anh em thấy thì tinh linh phá đó thì giúp mình kết liễu được màng của vị tướng Lyanna của tay bên bàn ấy. Đó là tác dụng của phù hiệu tinh linh. Anh em thấy mình bắn chiêu cuối phạt trúng hai giáp tế thì nó sẽ đó là bay về, tức là có đi và có về. Còn nếu mà không trúng mục tiêu nào
thì bay hết bản đồ thì nó sẽ quay trở về nhá. Thế trận hiện tại thì cũng hòa hoãn dành cho hai bên thôi, thế mình hơi thọt một tí nhưng mà cũng không đáng kể. Và này thì cẩn thận là thế của Temric đang bùi cỏ bên kia ấy. Mình đứng xa xa để tránh trường hợp bị thế đẩy đấy. Trấu thì trấu chứ nhưng mà gặp và hái ra tế thì anh em thấy thì ô mê. Anh em thấy thì ô má của Temric mình thì cũng bốc hơi rất chết là nhanh luôn. Trấu nhưng mà gặp hái ra tế. Ui đổi màng được với xà thủ Temric bàn. Em đi cắn quá anh em ơi. Nãy giờ toàn bắn trù bắt mình á, bá phạt bắn trù luôn rồi. Rồi ra tay mình thể hiện đi bạn ơi. Ui không được rồi, đấm chặt mặt rồi. Thế thì với nội tài của nó thì khi thấp máu đi hồi phục máu nữa nên là cũng sẽ hơi khó. Hơi cắn đấy nhỉ. Bây giờ em đi đang ép đó vào khu vực bua rồi. Cách chơi của vị tướng Terry thì nói chung anh em cứ kích hoạt chiêu hài thôi, tăng tốc độ di chuyển và giúp đó là các đòn bắn thương thì sẽ cương hóa và bắn được. Gọi là không những một mục tiêu mà nhiều mục tiêu. Còn chiêu một anh em sử dụng đó là gây sát thương vào mục tiêu thôi, dồn đám. Còn chiêu cuối anh em có thể kết liễu mục tiêu từ xa hoặc là check map để làm lộ tầm nhìn của tướng địch. Đó, đơn giản này anh em ạ. Về cách chơi của vị tướng Terry thì đơn giản. Terry thì một vị tướng khỏe ở giai đoạn V6 nhá. Giai đoạn V6 thì vị tướng này thì có tầm khoảng 3 đô ấy, thì bắn sẽ cực kỳ là lực luôn. Hiện tại bây giờ team bên địch đang ép khá là gắt, lấy đó là hết sang trụ ngoài của team bên mình rồi. Còn team bên mình chưa lấy được cái trụ nào của team bên bàn cả, cũng đang hơi cắn. Với thế trận như thế này thì chắc chắn thì sẽ phá một tỷ trước đà thôi, hạn chế đó là giao tranh, bởi vì giao tranh bây giờ dễ thua lắm ấy. Trừ khi giao tranh hơn người, còn nếu mà thiếu người thì hạn chế. Phá này thì hơn người thì đánh được này. Xà thủ của team địch bắt luôn này, xà thủ team địch ăn được màng của tổ team bên mình và cũng bị gọi là mình tiến lên bảng điểm số rồi. Thế của team địch sử dụng Excalibur, mình vẫn đang được xả ra thương mất đó là cái giải rồi. Rồi pha này sử dụng đó là chiêu cuối luôn, hắn được thêm màng của tú lên team bên bàn nữa. Tầm này đám ổn rồi anh em ạ, pha này sẽ lấy luôn cái tú nhá. Thế mà không về là mất cả trụ cả người ấy. Thế về thì chỉ mất cái trụ, mà thế không về thì mất cả trụ cả người. Pha này sẽ đẩy thế lính lên cao một đoạn nữa. Sau đó thì mình sẽ ping cho đồng đội đó nó về ăn ta thân xê giá. Vậy là ổn rồi anh em ạ. Có con ta thân xê giá này thì việc cống trù cũng sẽ gọi là dễ dàng hơn và lấy lại thì trần. Tầm này thì chỉ cần một điểm tựa thôi, bảo kế mình một tí là mình xả ra thương tổ đây này. Đây xà thủ của tem địch tụt máu không phanh này. Mình khá là thấp máu. Khi mà Liana tem địch cao cấu nhưng mình vẫn lùi về được. Con người lên bảng điểm số là Liana. Mình bắn đó là cây chiêu cuối. Nhưng mà chưa kết liễu được hai giao tế của tay bên bàn, hơi tiếc một tí. Nhưng như vậy cũng là thành công rồi. Bây giờ đó là cái cổ cung đánh xa rồi này, có cái xa nhất cung rồi. Thì mình đó là sẽ tự tin hết. Kích hoạt này, sải tay đó là rất chết là xa luôn anh em. Và chắc chắn thì cái trụ đường giữa sẽ thuộc về team bên mình thôi. Có lời thế phạt thì sẽ dễ đánh hơn. Và đặc biệt là một xà thủ mạnh ở giai đoạn V6 nữa thì lại càng thích. Đây sử dụng luôn đó là cái chiêu cuối, qua đó thì cướp luôn đó là con đua sánh. Chiêu cuối thì anh em sử dụng cấu rỉa cũng rất tốt nha. Một là kết liễu mục tiêu, hai là cấu rỉa bá, đó là có thể làm lộ tầm nhìn của tướng địch, check map. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì dây dù mục tăng tốc đánh. Thứ hai thì sẽ lên đó là cái kiếm vernier đánh theo phần trăm máu. Thứ ba thì thành kiếm chỉ mang. Thứ tư thì xà nhật cúng, đó là tăng tâm đánh. Thứ năm thì diệt thân cung xuyên giáp, và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Đó là build đồ sử dụng dành cho Terry. Build đồ này thì sẽ cực kỳ là khỏe luôn, trí tánh cũng tốt. Phù hiệu thì mình đã phân tích rồi, đó là phù hiệu tinh linh anh em ạ. Bây giờ thì thể trận lại thuộc về team bên địch rồi, sau khi ăn được đó là hai người của team bên mình. Bây giờ thì sẽ lại đó là bắt tướng địch. Ok, con này xả ra thương này.
thến của tém địch này tụt máu không phanh này, này thì thến trâu với chúng tôi này, sử dụng luôn rồi là chiều cuối ăn được một người, ăn được hai người này, ngon ngay anh em ạ. Double kill dành cho mình. Pha này thì mình của tém bên bàn cao cấu các kiểu ra tém mình còn một tí máu. Ok, pha này thì ra của tém mình vẫn là lui về được, vậy là thành công rồi. Anh em bảo kê mình đi, trận này thì Perry vẫn đang lo được. 14-18 dành cho hai bên. Bây giờ sẽ sáng cướp luôn con đua sánh của rừng tém địch nhá. Trận này mà chỉ cần bảo kê được mình là mình xả thật thương ổn ấy. Còn nếu mà mình lên bảng điểm số phạt là hơi khoái nha, bởi vì trận đấu này thì mình sánh nhất rồi. Chỉ cần một điểm từ Perry bắn cả thế giới. Perry thì sợ các vị tướng sát thủ như kiểu Ngộ Không hay là giúp cá chẳng hạn ấy, còn các vị tướng khác thì có lẽ là cũng không phải là quá đáng sợ, mặc dù vị tướng này vẫn là màu dày và hơi kém cơ đông. Nhưng mà không sao cả, thế của tém địch hơi hổ báo định ra cân nắm. Nhưng mà bốc hơi quá là nhanh anh em ạ, tầm này đám của mình to rồi. Có kiếm phân ý đánh theo phân trăm máu nữa ấy. Tí nữa lên thêm được cái giật thân cúng nữa thì sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Với bảng ngọc thì sử dụng bảng ngọc rồi, như 6 ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang. Ngọc tím đi 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc sánh cống vật lý và xuyên giáp. Đó là trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Terry. Bây giờ sẽ ăn luôn đó là con ta thân xê gian này để việc đó là cống thủ sẽ dễ dàng hơn. Sau giai đoạn đầu trần bất lợi thế thì bây giờ có lợi thế rồi. Ăn được ta thân xê giáp sử dụng luôn đó là chiêu cuối. Xả thật thương có diệt thân cúng rồi đi trâu đến đâu. Trâu thì đánh lấu cùng lên bảng điểm số. Tầm này thì Terry gọi là xả là thương hết anh em ạ. Mình sẽ thả đó là con rồng tiến phóng ở khu vực đó là đường ta thân luôn nhá, để thể lính ba đường đều cáo cả. Đây lại bắt luôn thế này. Này thì thế này trấu ạ. À. Trấu với ai. Này thì trấu với chúng tôi này. Với cái xa nhất cúng thì nếu mà ở khoảng cách hơi xa thì anh em kích hoạt cái xa nhất cúng cho mình để tâm đánh xa hơn nhá. Đây kích hoạt xa nhất cúng này trấu với ai thân thành này. Có kiếm Vernier, có diệt thân cúng rồi thì trì tánh cực tốt luôn. Ok. Cái này thì ra đây, bơi đây. Này thì Richter này, trâu về hay. Này thì Richter này, bay mau này, thân thành tiếp theo này. Chạy đâu, tốc biển chơi luôn này, quất luôn này, đánh luôn này. Và không cho, mà lờ tỉ đàn cũng không thể thoát được nữa. Và trận đầu thì kết thúc ở đấy rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye.